Ngày mới mình Trung 92 bắt xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình thì được ông anh rủ đi đánh bẫy bẫy ếch. Đây mình đang đứng ở đây rồi. Đây ông anh ông để view cái bẫy của anh bẫy ếch xem nào. Ở đây là mồi cắm câu. Ồ cắm cái nọc nhỏ ngắn này thôi à? Ừ. Đây đây là cái bẫy anh em mình gài ếch này. Đấy. Đấy này là anh em mình đã cắm trong cái mồi đây. Để cắm vào rết thôi. Cắm ếch vào mùa mưa nhá các bạn. Cái này để sát có khi cá chê nó ăn rồi anh. Đây anh em mình đã thấy được một cái vũng nước đây. Nghe dọc cái mưa này cũng ngon này, nhưng mà vào trong mấy cái hồ nó kêu nhiều. Vào cái hồ kêu nhiều ếch lắm. Cái này mình đánh bằng cá nhá, mồi cá nục với cá ngạnh. Mồi mình đánh bằng con cá đây. Móng mồi to này hả? Ừ, to chứ. Để anh mình xuống đánh cái đầu tiên. Dạo này anh em mình đi ong thất thủ quá, chuyển sang cái môn khác rồi. Chỗ này anh không ngon là mấy anh không ạ? Không có người mùi không? Hả? Không có người đánh mùi rồi tới ta. Đánh mùi tái chứ. Thế đánh mấy con cái trong kia thôi ngon nhất kìa. Nào. Cái đánh ở trong cái góc đi đó. Một cái thôi. Thêm dầu chuối ở đây nữa hả? Ừ. Ừ, chuối ngoài đây. Dầu chuối nó mới thơm. Đây là kết hợp thêm dầu chuối nữa. Mồi là có cái gì nhiều anh nói rõ cho bạn xem nghe thử coi. Cá lục, cá ngạnh, dầu chuối. Có cái gì nữa? Cá nục chứ cá ngạnh, dầu chuối đâu. À ba cái này thôi. Ừ, có gì két không? Ngày mai kiếm nhiều mồi tí nữa. Cái này mình anh em mình đi mua là mua cái bẫy này là 2.000 một cái à? Không, mình làm luôn á chứ. Thì thường như ở đây là bán là 2.000 một cái này đúng không? Không, mình làm. Ngày mai khả năng làm bót nhiều xíu. 40 két là đuối. 40 cái đánh phát mệt luôn hả? Mệt luôn á chứ. Gần 50 càng, 48 càng nè. Dốt thôi chứ lấy cao còn ở nhau quá trời không mà. Đây anh em đánh được một cái ở dưới đây à. Mình à, bây giờ mình đi gài cỡ tầm 7-8 giờ là mà anh em mình đi thăm nhá. Đi thợp, phải đánh được chuối thợp à. Thầm lưng luôn. Rồi anh em mình tiếp tục gài cái tiếp theo. Đây là cái thứ hai của mình các bạn ơi. Mình đã cắm đây rồi. Đấy, đây là con mồi đây. Thẳng đây. Đấy, cái thứ hai nhé. Rồi mình tiếp tục đi đánh cái tiếp theo nhé. Đây các bạn ơi, đây có một cái đẹp. Mình cắm ở đây một cái. Đây đi. Đẹp cứng đấy. Cứng quá. Thank you.
Rồi, tiếp tục đi tiếp các bạn ơi. Đây các bạn ơi, hôm qua thì ông anh mình dính bẫy mà nó lôi cần đi. Bữa nay đi vào đánh tiếp thì thấy nó kéo lên cái bờ cỏ. Thấy chưa, thấy cái bẫy chưa? Chưa. Nó con ếch đó, nó ếch nằm lò đó. Cái cần dây thun đó, thấy không? Đâu rồi. À, đây đây. Lâu càng trên kia lâu xuống luôn mà. Đánh mà không nhớ luôn mà. Thua chứ. Không có đếm. Mà ta nghi là cũng bắt đầu hôm. Dính rồi mà không biết ta chừng gỡ ra chạp đi luôn lại dính còn dính chỗ đây nữa nè. Mấy con đấy luôn. Dính đây anh ơi. Mang qua đây luôn, mang qua đây luôn để lấy mồi gài bên đây trước. Đó, ngày hôm qua thì ông anh mình thì hốt được. Ồ, nó nhảy dưới kia. Anh ơi, nó nhảy trên xu kìa, con bự lắm. Còn nhiều lắm mà. Qua anh mình đánh được khoảng 3 kg. Đấy, đây là con ếch nó dính câu, nó tết, như tết này nhá các bạn. Đó, đây này. Ếch bự chả bá được, hôm qua nó lôi cái cần đi luôn mà. Rồi, mình lại tiếp tục gài bẫy các bạn ơi. Giờ 40 cái anh em mình gài cũng được mấy chục cái rồi. Cũng vẫn còn khá là nhiều tranh thủ gài. Rồi, các bạn ơi, mình anh em mình đã cắm xong được 40 mấy cái bẫy ếch. Và bây giờ anh em mình chờ kết quả tối. Các bạn ở chung 92 sẽ bắt chờ tới tối thì cùng mình đi thăm bẫy ếch luôn nhá. Rồi các bạn ơi, anh em mình đã đến điểm gài bẫy nhé. Giờ là mình thăm cái đầu tiên. Các bạn theo chân chúng 92 cái đầu tiên nhé. Ôi, cái này nó bị kiến ăn mất rồi. Kiến nó vào các bạn ơi. Mình phải đổi nước khác. Cái đầu tiên mà bị kiến nó ăn mồi mất rồi. Kìa kìa con to, từ từ dám ăn không? Kiến nó ăn mồi nên con ếch nó không có ăn con này. Nó đánh không có chỗ để quét bùn lên đó. Ê, con này nó ếch con này. Kẹt tóc ra. Tóc đi. Hả? Đi không? Tiếp tục thăm cái thứ hai. Động tính gì ông đây? Rồi. Không có động tính gì rồi. Ngồi đâu không biết. Đây anh cắm mấy cái. Bò xé đó. Kiến nó ăn hết rồi anh Hồ. Ôi, kiến nó ăn hết rồi. Vỗ là một, để. Vỗ là để. Nhổ chứ. Cái này là phải cái ấy bùn rồi. Chăm sóc dưới nước. Để cho xem cái dưới nước thôi. Chưa thấy động tí gì các bạn ơi. Giờ mất mấy cái rồi. Mấy cái mà không thấy không tính gì hết. Cho kiến nó ăn hết rồi. Mình đã nghe mình đợt sau là mình phải băng bùn đi.
không bùn lên mình chát xuống thì con kia nó mới không ăn được. Ở đây mình đánh hai cái xem có kết quả gì không đây. Không dẫn trứng gì luôn. Rồi thì hình nhà hỏng hết bánh kẹo rồi. Này thì vẫn còn một. Chiều vẫn còn một đâu các bạn ơi. Không dính. Giờ đây mình còn có mấy cái nữa các bạn ạ. Sớm giờ hai anh em mình toàn bị thất bại rồi. Và cũng không vào luôn rồi. Kiến ăn hết rồi. Đây, hỏng hết bánh kẹo rồi các bạn ơi. Ngày này ra không may ra quân thế này là không ăn thua rồi. Kiến ăn hết. Không phải là ếch ăn nữa mà là kiến ăn. Được rồi. Khu này hôm nay không ăn thua rồi anh Hoàng. Rồi, mình tiếp tục đi thăm trước các bạn ơi. Vẫn còn cơ hội. Còn bấy là còn cơ hội. Tiếp tục, đây còn mấy cái nữa các bạn ơi. Ôi một con rồi, nó không ăn. Ừ. Nó nằm ngay đây luôn mà. Ngồi còn đây không ăn chờ. Có kiến nữa anh à. Ếch bự quá các bạn ơi. Chạy mất rồi. Đi này phải mua một cân mà thật to đi. Đây nó ăn mất rồi mà xong vào ta. Cái này nó ăn mồi rồi này, nó không vô. Kiến ăn. Hả? Thành nữa à? Đi con nào, đi con nào, đi con này. Đi con này không ơi. Ôi, hàng khủng các bạn ơi. Ôi, cũng khá là may mắn. Một con bự rồi. Nuốt luôn rồi. Đây. Đây là mới được con đầu tiên các bạn ơi. Đánh kết cho anh em mình đây. Đánh bị kiến nó ăn hết mồi mất. Đang chờ anh mình sang đây để bắt con ếch. Quay ban đêm thì nó không được hay cho lắm các bạn ơi. Nên cái đoạn nào mà nó có mờ muội gì mọi người xem video mình thông cảm cho mình nhé. Mới được con này. Con không làm mang mùi đây đâu à? Khá là to. Màu để đằng kia, trái bái được cắm rồi. Cắm mấy chục cái bẫy mà bây giờ được có con đầu tiên này. Hàng khủng nha. Rồi mình tiến hành bắt lại, tiếp tục đi thăm những cái bẫy còn lại các bạn ơi. Bên kia cũng không vào nữa à? Vô chứ. Không, bên kia không vô à?
lấy mồi ra đây sửa lại chỗ này nhá anh Hồng. Nãy giờ mới được có con đầu tiên. Em ngày hôm qua thì bắt được khu vực này được hai mấy con các bạn ơi, nhưng mà ngày hôm qua mình mắc công việc á, mình cũng không có đi quay cho các bạn xem được. Ngày mai mình đi được thì mình sẽ tiếp tục quay clip tiếp. Cái này mình sửa mồi mình để luôn các bạn ơi, sáng mình đi thăm luôn, có cái con nào thì mình bắt, còn không có thì mình thu cần, rồi tối mình lại tiếp tục mình đi gà. Đây, anh em mình lại móc lại. Ôi trời, bữa nay trong mồi to thế, mồi to đổ lại còn lấy con ếch nửa ký à. Mai đi mình phải xách một số bùn đi theo, quét cái bùn lên là con kiến nó không ăn được. Rồi các bạn ơi, mình lại tiếp tục sớm rửa nhớ này, một đây một cần này, đây hai này, hai, qua bốn, hai, bốn. Kia ngoài kia là năm, anh lấy năm cái bữa này đúng không? Rồi mình tiếp tục đi thăm những cái bé còn lại nhé các bạn. Bạn thấy chân chung thứ hai tiếp tục đi thăm nhé. Rồi các bạn ơi, có một con ếch nó nằm ở trên bên cạn này. Đâu rồi? Ôi con này hàng khủng này. Nằm bên đây mà không ấy, không thấy mà lên đây chụp rồi. Hư hàng khủng nằm nữa trên cạn. Hôm là ta bắt bốn con vậy đó, không dính mà ái luôn. Đây các bạn ơi, câu không dính mà lên cạn nó nằm. Rồi anh em mình hãy tiếp tục đi nhé, còn đâu 6-7 cái nữa. Nói chung là hôm nay cũng không được may mắn cho lắm, ngày hôm qua thì nó dính rất nhiều, ngày hôm nay thì giờ mà anh em mình mới được có hai con này. Lại tiếp tục các bạn ơi, bắt một con này trên xu. Rồi anh bắt con này. Không. Anh vào anh gồm luôn đi, anh ra anh gồm luôn đi. Anh ra anh gồm luôn đi. Quay đi. Cánh cạnh kia đi, nó nhảy gì cái này, đứng sao sao. Vào đi, vào phù đi. Ui, hàng khủng này. Gồm luôn đi, vào đi. Trời. Con kia kìa, con kia mới to à. Đâu? Hàng từ từ, tôi lưu lại tôi rõ cái đó. Con kia to lắm. Hai con, ba con. Thì biết không thấy không? Nó nấp cái đầu xuống. Nó nấp cái đầu này. Đây này, đó. Đó, đây này, ngay cũ này. Lúc này cũ đó, phải không? Nó. Thì để em vào em bù luôn. Không, quay tôi chụp luôn đó. Thôi để em vào em chụp đi. Đấy. Trời dính. Trời. Coi chừng cái nó quay chỗ đây còn cái này đây kia còn cái. Đây, hai con ếch nha. Ếch các bạn ơi. Câu không dính mà chụp luôn anh ơi. Đó, một hai con ếch một con cóc. Xin chào, hôm nay nó lên xu ở hết rồi. Nó lên xu ở mất rồi. Hàng kia đi. Lên xu các bạn ơi, qua thì anh ở dưới kia nó bị động rồi, bắt mấy chục con được cái lô này. Trời hôm nay chắc khả năng đêm nay mưa lớn các bạn ạ, đêm nay mà mưa lớn là mai khả năng mình lại có ếch. Nói chung là cũng khá là may mắn được ba con rồi các bạn ơi, vẫn còn cơ hội thăm những cái bẫy còn lại.
Rồi các bạn ơi, mình lại phát hiện được một con. Các bạn theo chân chú 92 lên bắt con ếch kia nhá. Đấy, mình xa xa mình đã thấy rồi. Anh Hồng ơi, con này to lắm. Con này bự lắm. Trời ơi, hàng khủng các bạn ơi. Hàng khủng nó lên chân chu nó nằm rồi. Ôi. Trời, nó lên, nó ngóc đầu lên này. Rất chi là mập mà các bạn ơi. Con này con thứ 6 ấy. Đó, đánh bẫy 40 cái bẫy mà anh em mình thăm gần hết rồi mới được có một con. Bắt tay được 5 con. Con này con thứ 6 luôn á. Con này con thứ 6 đây. Trời, con này to. Đấy. 6 con. Tôi khoác bên nhà xe tăng thác kiếm đi gặng con cho anh em mình nhá. Khá là tuyệt vời các bạn ơi. Chính tỏ nó lên thu rất nhiều. Rồi, à, mình lại tiếp tục đi tìm tiếp các bạn ơi. Rồi, cái này không vào nữa các bạn ơi. À, ừ. Nó ngồi gần đây đấy mà nó không vô. Hay thật á. Ở đấy là tất cả đấy là 4 cái đúng không? 4 cái, 1 cái đấy là 5 cái. Còn 6 cái bấy nữa các bạn ơi. Hy vọng là 6 cái này kiếm ăn được gì không? Rồi, không vào nữa rồi. Chắc phải kiến ăn mất rồi. Cái này không có kiến. Sao nó không vô? Mình này chắc đánh sát em nước rồi. Sát em nước. Còn 5 cái nữa. Hy vọng 5 cái này thì kiếm được con nào các bạn ơi. Một mồi con. Một cái. Cái này mồi con kiến, kiến sơi mất rồi. Dính các bạn ơi. Kiến này là nó không có vô rồi. 4 cái này thu luôn. Này thu luôn. Còn đây một cái nữa sao? Đây. Không vào đâu. Rồi. Kìa nó ngồi khò lò bên kia kìa. Anh Hồng ơi. Nó ngồi khò lò bên kia nó không vào. Đau thật đấy chứ.
qua mình cắm bên kia. Ôi, ngồi có lo bên kia tức ghê luôn. Sắp chưa cắm các bạn này, còn cái duy hai cái duy nhất các bạn ơi, trong cái hồ này. Dính không thì dính luôn rồi, nó đi đâu luôn rồi, không thấy hồ nhảy luôn anh. Còn màu cơ, còn mồi coi chừng lên xù đó. Không thấy ở bờ giếng, coi chừng lên xù rồi. Mồi con chắc lên xu. Anh em mình lục trong xu các bạn, nó cỏ nhiều quá, nó khô lắm nha. Nó thấy ánh đèn là nó nấp cái đầu xuống. Và kết cục hôm nay chắc được 5-6 con rồi. Hôm nay cắm bẫy dở quá, ba mấy cái bẫy mà bây giờ không một con. Đây các bạn ơi, mình về tới nhà rồi nhá. Đây, một quả. Quả. Được 6 con. 6 con à? 6-7 con. Đây 3 con thôi. Sáng mai nó vào nữa. Cái con bự chỗ đây đừng nồi không dính nè, cái con nào chỗ nãy đó. Vô. Ôi, ôi, ôi. Đấy. Còn nó 5 con hả? 5 con. Một con bữa hôm nữa giải là mình bán được 7 con. Có con cát hồi nãy tôi bỏ vô đây, con cát nữa. 5 con. Đây lấy 3 con. 5 con. Đã ra mình đi được 7 con, bác ở trên bờ được 6 con. Sáng mai mình tiếp tục thăm tiếp rồi. Rồi các bạn ơi, video bắt ếch của mình đây cũng xin tạm dừng nhé. Rồi mình cũng xin tạm dừng đây, hẹn các bạn vào video tiếp theo nhé.